Chào mừng các bạn đến với kênh Cờ Tướng Bà Rịa. Trong video hôm nay, mình sẽ gửi đến các bạn trận chung kết giải cờ tướng bằng thành bôi diễn ra sáng ngày hôm nay, 1 tháng 3, 2023. Trận đấu giữa ngoại tinh Lai Khách Dương Thiên Nhất và Tượng Kỳ Đại Sư Thân Bằng. Mời các bạn thưởng thức trận chung kết toàn giải. Mình có dùng phần mềm để phân tích lại các nước đi của Dương Thiên Nhất và Thân Bằng, bởi trận đấu rất là phức tạp. Mời các bạn chú ý đón xem. Sure. 4 tấn 6 đang dọa chiếu tướng. Cho đến đây, nếu như đổi lại không nhảy mã mà là dùng xe ăn mã thì diễn biến như thế nào? Mời các bạn xem thử. Nếu chơi xe 2 bình 4 thì lập tức bên đen sẽ xuất xe xe 9 bình 8 có sự hỗ trợ của pháo. Đen đang có thế công rất mạnh. Đến đây buộc bên đỏ phải chống đỡ. Đỏ xuất tướng thì lập tức bên đen sẽ chơi tiếp. Pháo 2 thối 6 bắt xe. Xe buộc phải thối 2, không còn đường nào khác. Và sau đó tấn pháo xuống đang dọ sát cục. Tới đây bên đỏ mặc dù lấy quân nhưng bên đen đang có thế công rất mạnh. Tới đây buộc phải thối pháo. Nếu chống sĩ thì pháo sẽ bình qua, đỏ không còn đường nào chống đỡ. Lập tức bên đen sẽ bước mã bắt xe. Tất cả lực lượng của bên đen đang dồn lên tấn công rất dữ dội, mặc dù đang lỗ quân, ưu thế tấn công đang thuộc về bên đen. Chúng ta quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì Dương Thiên Nhất không ăn mã mà lại chơi mã 4 tấn 6 đang dọ nhảy mã vào tàu. Nước cờ rất nguy hiểm, rất chính xác. Mời các bạn xem tiếp diễn biến chính hấp dẫn của ván đấu.
是。将军。Pháo 7 tấn 1 chiếu tướng. Chơi đến đây nếu như đổi lại không chiếu tướng mà lại bình pháo ra để bắt mã. Pháo 7 bình 4 bắt mã đỏ thì diễn biến như thế nào? Mời các bạn xem thử. Lúc đó bên đỏ sẽ chơi pháo 5 bình 4 bắt lại mã đen. Mã 7 tấn 9 đang bắt xe. Ở đây xe đỏ không thể ăn mã đen. Nếu như ở đây dội giả ăn mã đen, xe 3 bình 4 thì lập tức bên đen sẽ bước mã bắt xe bắt pháo, buộc xe phải chạy và mã 8 tấn 6 ăn pháo chiếu tướng, sau đó dùng pháo ăn lại mã. Đến đây bên đen đã lời quân và có thế công rất mạnh, đỏ bất lợi hoàn toàn. Cho nên ở đây xe đỏ không thể ăn mã đen, buộc phải thoái một và mã 6 thoái 7. Chơi đến đây chỉ cần xuất xe cánh trái, bên đen có thế công rất mạnh. Đen đang là người chủ động tấn công. Đỏ mặc dù lợi quân nhưng bất lợi rất lớn. Trở lại thực chiến của diễn đấu. Trong thực chiến thì thân bằng đã dùng pháo chiếu tướng. Pháo 7 tấn 1 buộc tướng phải lên. Tướng 5 tấn 1. Lập tức bên đen xuất xe cánh trái, đang chuẩn bị tham chiến. Mời các bạn xem tiếp diễn biến hấp dẫn của gián đấu. Lập tức Dương Thiên Nhất đã dùng xe chém pháo. Bằng tấn xe chiếu tướng. Tới đây không thể lên xe. Nếu lên xe pháo sẽ thối một bắt chết xe đỏ, buộc phải về mã. Và chơi tiếp mã 6 tấn 8 bắt mã. Nếu như ở đây không bắt mã, đổi lại mà chơi mã 6 tấn 7 chiếu tướng thì diễn biến như thế nào? Mời các bạn xem thử. Mã 6 tấn 7 chiếu tướng, buộc tướng phải bình qua lộ 6. Và đen chơi tiếp pháo 9 thối 1 bắt mã. Đến đây buộc pháo đỏ phải thối về bắt lại xe. Và mã 7 tấn 5 buộc phải phế. Sau đó bên đen sẽ bước mã lên để tấn công. Chơi đến đây, bên đen đã ăn lại được một quân và đang có thế công xe pháo mã cũng rất mạnh. Ưu thế đang thuộc về cho bên đen. Quay lại hình cờ thực chiến. Trong thực chiến thì Tân Bằng đã bước mã bắt mã và Dương Thiên Nhất đã chơi tiếp tướng 5 bình 6. Tướng quân. Xe 8 bình 7 ăn mã chiếu tướng. Chơi đến đây nếu như đổi lại không dùng xe ăn mã mà là dùng mã chém mã thì diễn biến sẽ như sau. Lập tức bên đỏ sẽ dùng xe chém pháo. Đen chiếu tướng. Mã 7 thôi 5 chiếu tướng. Sĩ 6 tấn 5, sau đó buộc phải chạy mã. Và đỏ xuất xe bắt lại hai mã. Đen buộc phải thối xe. Chơi đến đây, thế công của bên đen đã bị quá giải. Đỏ có những quân nằm vị trí rất tốt. Đỏ chiếm đại ưu thế. Chúng ta trở lại trận đấu. Trong thực chiến thì Thân Bằng đã dùng xe chém mã. Mời các bạn xem tiếp.
吃鸡。 Mã 7 tấn 5 nước cờ rất hung hãn. Cho đến đây nếu bên đen dễ dàng dùng xe ăn mã thì lập tức sẽ chiến bại. Pháo đen sẽ thối về chiếu tướng, tên đây buộc phải chống sĩ và mã 7 thối 6, đỏ mất xe chắc chắn sẽ thua cuộc.将军。 Xe 6 bình 3 đang dò sát cục, đang bắt mã đen. Chơi đến đây nhận thấy không thể chống đỡ được nữa, thân bằng đã buông cờ nhận thua. Vì nếu cố gượng chơi tiếp dùng mã chém chốt chiếu tướng thì tướng đỏ sẽ xuống, buộc phải xích tướng, không còn đường nào khác. Tướng 5 bình 4 thì xe 3 thối 2. Đến đây thế công của bên đen đã tan rã, thế thua đã quá rõ ràng. Như vậy ngoại tin lai khách Dương Thị Nhất đã chính thức đăng quang giải cờ tướng bằng thành bôi 2023. Chúc mừng ngoại tin lai khách Dương Thị Nhất với năm mới 3 chiếc cúp liên tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ like và đăng ký để nhận video mới nhất. Xin cảm ơn.